nhịp xoan theo có nghĩa là nhịp xoan mà bị nhanh quá hoặc nhanh quá. Nguyên nhân của nhịp xoan nhanh có rất nhiều nguyên nhân, còn nhiều chúng ta gặp phải là những vấn đề sinh lý như là lo sợ quá, lắng sức quá mức có nhịp xoan nhanh. Nhưng đây là những nguyên nhân mà ai cũng gặp phải, lành tính các người gặp những nguyên nhân bệnh lý thường là không phải là nhịp xoan mà do các cái thứ phát do các rối loạn khác dẫn tới như là sốt cao, tụt huyết áp, đường giáp trạng, mất nước tác mạch phổi suy tim có thể gây nhịp xoan nhanh. Về tốc độ thì bản chất vẫn là nhịp xoan và tần số kinh nhanh. Đặc điểm của nhịp xoan là cơn nhịp nhanh bắt đầu và kết thúc từ từ, chứ nó không xuất hiện ở các mức độ thường như các loại nhịp tim khác. Tần số kinh nhanh thường là định nghĩa nhịp xoan nhanh từ khoảng 100 hoặc 180 dụng tiền trở lên. Thường thì người bình thường ít khi tần số nhịp xoan phải vượt quá 180 phút, nhưng đôi trường hợp ta có thể gặp có nhịp xoan nhanh từ 200 phút, đặc biệt là trẻ em thì hiếm gặp hơn. Thứ hai nữa là sóng quay về nhiệt độ có hình dạng giống như nhịp xoan bình thường, chỉ có tần số kinh nhanh lên, biên độ các sóng nhiệt độ có thể tăng hoặc giảm như chúng ta kể. Đây hình ảnh của một cái nhịp xoan. Gặp đầu thì nhịp xoan thì khoảng bao nhiêu? Cố độ không nhỏ, không lớn, khoảng 75-80 phút nhịp xoan. Ta thì nhận sóng quay đi trước góc của kia S các trở lại tốt tim. Thế như này sau gắn sức một lát ghi được cái đồ tiếp theo thì thấy gì? Cũng có nhịp xoan nhưng đã tăng lên một số lại lên bao nhiêu? Tăng lên khoảng 120-130 phút và các sóng cái tốc độ vẫn giống thêm trong trạng thái nhịp xoan lúc đầu, chỉ có được tần số tim tăng lên và một số khoảng giống từ lúc ngắn lại. Ta nhìn thấy quê xoan lần lượt giống hệt nhau và từ cao trở lại như trước sau. Chỉ có các một điều là tần số tim tăng lên và cái nhịp xoan nhanh. Nếu một trường hợp khác, tôi gặp một bệnh nhân có nhịp tim khoảng gần 140 phút, tần số tim cũng phải rất là cao, nhưng mà bản chất vẫn là gì? Đó là nhịp xoan. Là nhìn thấy trước các phong độ QRS là một số quê, quê dừng ở đây 1, quê dừng ở đây 2, quê dừng AVF và quê xoan âm ở AV và đây là một bản chất đây là nhịp xoan nhanh. Điều trị các loại nhịp xoan thì chúng ta biết là phần lớn các trường hợp loại nhịp xoan là do các nguyên nhân sinh lý, như là lo sợ quá, gắn sức thì bằng các điều chỉnh nguyên nhân là đủ. Hoặc trong những trường hợp thì các bệnh lý như là sốt thì chúng ta phải hạ sốt bây giờ, và những sốc thì và chống sốt và tái lập lại tuần hoàn bình thường thì nhịp xoan cũng giảm xuống. Cho nên là điều trị nhịp xoan này phần lớn là điều trị nguyên nhân của nguyên nhân. Chúng ta sẽ gặp những hình thái bệnh nhân trong thực hành là họ không có nguyên nhân thực tổn hay những nguyên nhân bệnh lý rõ ràng, chỉ đơn giản là tần số kinh mạch cũng nằm cao và chúng ta xét nghiệm và trừ tất cả nguyên nhân thứ phát ra tâm trên con đường này tìm xem có bệnh lý kinh mạch thực tổn hay không, có rơi vào tình trạng cấp tính tần số những trùng nhiễm độ không, chúng ta loại trừ cho chúng ta thể hiện làm các thăm dò cần thiết như là xét nghiệm các cô tuyến giáp em phải bộ kiểm soát xem theo bình thường không. Khi loại trừ tất cả các nguyên nhân dẫn tới nhịp xoan nhanh thì lúc chúng ta có thể chẩn đoán những bệnh nhân này như là những loại nhịp xoan nhanh do đường hay những do cả quá mức ăn cướp cá thể, hoặc có thể có tâm lý nhiều nữa và có thể một số thuốc như là chạy gây ra giao cảm để chọn đầu tay chút xíu chạy gây ra giao cảm có thể làm tim chậm lại và dễ chịu hơn và cảm sức được to hơn. Bên cạnh đó có thể những lựa chọn khác như là evaporin để sử dụng cocolan hoặc là chạy canxi hydroxin trong một số tình huống không phải phổ biến. Và thứ hai nữa là ngoài trung thu. Ngoài trung thu là một chất tốt ngoại lai, đến sớm, do thò, thay thế một chất bóc cơ sở. Ngoài trung thu là một chất bóc cơ sở, chất bóc cơ sở. Ngoài trung thu, thường thì một chất bóc bất ngờ cũng không quan trọng nhiều huyết động. Nhưng ngoài trung thu sẽ trở nên quan trọng của bản lâm sàng là có thể sẽ khởi phát hoặc báo thức một số loại nhịp tim nguy hiểm. Ví dụ một loại trung thu nhí, thì là trung thu một và các thuốc thấp có thể gây ra các cơn tim nhanh các trùng thấp. Về lâm sàng và ung thư thì về cơ năng bệnh nhân sẽ gặp có cảm giác thắng hụt tim bỏ nhịp do chính những nhân tố mà tôi gây ra. Vì nhân tố đến sớm sẽ là gì? Không đủ huyết động, thắng hụt. Rồi một cảm giác là cảm giác tim đập mạnh, đó là những nhân tố sau bệnh ung thư. Về sức co bóp của tim sau bệnh ung thư thì lên. Và ngay khi tôi thấy một nhân tố đến sớm còn nhiều. Đây là một trường hợp có một cái nhịp cơ bản nhịp xoan
nhất là gì? Cái nhất là tốt cho chúng ta biết nhé. Móc này là gì? Một cái xoan mà quê lên trước của các sản phẩm. Nhất này có một cái xoan, một cái xoan nữa, một cái xoan nữa, một cái xoan nữa. Cái điều bất thường của chúng ta là các móc này và các móc này. Các cái gì đặc biệt? Đây là một cái móc tính sớm, khoảng cách diện, khoảng cách của QRS với sóng trước này nó về như gì? Dịch sớm hơn so với nhìn xoan cơ bản. Phúc bộ QRS này là thanh mảnh giãn động. Vậy là thanh mảnh chứng tỏ là gì? Nó gần giống như là các bóc nhìn xoan thay đổi chút thôi. Chứng tỏ đây là các bóc có một gốc tiền thấp để thấp. Và phía trước các bóc nhìn sớm này chúng ta thấy có một sóng quê phía trước. Phía trước, về đây, đây vừa đây. Nhưng quê này của cây xoan bình thường không? Nó khác cây xoan đúng không? Cây xoan nó dạng tù tù như thế này. Còn quê này nó thì dạng nhỏ. Bản chất cây này khác cây này, đây là cây phải. Và một loại ung thư đến sớm được dẫn dắt bởi sóng quê phải, đây chính là loại ung thư gì? Nhị. Đây là một loại ung thư nhị trong đời thực. Đó là hai trường hợp. Các anh thấy chưa? Cây nền thì các bạn có thể bình xoan. Cái nát bình xoan. Đây, chúng ta thấy đây là nát bình xoan. Và xem cái giữa hai nhất thì xoan thì có một lớp bóc được đến sớm khoảng giờ giờ xích lại được bao hơn QRS nó thanh mảnh thì tỏ là tiền thất và liên trước cái lớp bóc này là gì thì trong lớp bóc này có thể có một quê phải chúng ta nhìn thấy quê phải đây không ra nếu quê phải với những bài giảng nhiều tương tác làm quay bài rất khó vì liên trì cũng sống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.